Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Yukihira Tarot Reading của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến là bạn có gặp được chân ái hay là true love của đời mình năm 2020 hay không. Ở đây mình có 4 tụ bài, xin mời các bạn hãy chọn ha. Tụ bài thứ nhất, tụ bài thứ hai, tụ bài thứ ba, tụ bài thứ tư. Thì hôm nay mình có để đá vào để cho các bạn dễ chọn. Các bạn hãy chọn cái tụ bài nào mà nó thu hút mình nhất và cái hoặc là cái đá, viên đá nào mà bạn cảm thấy nó thu hút bạn nhất hay bạn thích nhất. Và nếu như cảm thấy trải bài này của mình có ích thì các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình. Một hành động nhỏ của các bạn như đó là một cái niềm động lực lớn để cho mình có thể làm nhiều cái trải bài miễn phí hơn nữa cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài thứ nhất là cái tụ bài đây ha bạn ha. Ok. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1 ha. Thì mình thấy rằng là ở tụ bài số 1 này nó xuất hiện hai lá. Một là cái chân ái của đời bạn á. Mình thấy rằng á, ở đây xuất hiện một người soulmate của bạn. Có thể là cái người này với bạn á, đã từng có những cái điều không vui với nhau ha, trong một khoảng thời gian. Thì ở trong cái giai đoạn này mình thấy bạn tập trung nhiều hơn vào cái công việc. Bạn muốn chứng tỏ một cái sự độc lập hoặc là tự do về cái mặt kinh tế của bản thân mình. Trong cái mối quan hệ này á, mình thấy rằng là có những cái câu chuyện liên quan về cái việc cãi nhau hay xích mích, hoặc là trong cái cuộc chiến tình cảm này ai thắng ai thua thì cả hai đều bị những cái tổn thương sâu sắc ở trong bản thân mình. Và mình thấy rằng là bạn đã từng bước đi khỏi cái mối quan hệ này. Thì mình thấy rằng á, thay vì á là năm 2020 ha, mình thấy rằng á bạn có thể bắt đầu là chữa lành được những cái điều trong cái sự tổn thương ở bên trong cái bản thân mình thông qua những cái việc cãi nhau, hoặc là những cái việc bạn cảm thấy một số cái ý nghĩ hoặc là rất là nhiều cái ý nghĩ bên trong bản thân của bạn làm cho bạn nhận ra được rất là nhiều điều sau mọi chuyện ha. Bạn có thể bắt đầu là đã có thể là tiến lên hoặc là bước ra khỏi cái luồng khí mà nó tiêu cực, hoặc là nó nhuốm cái màu không vui trong những cái điều trong quá khứ. Mình thấy rằng là mối quan hệ này giữa bạn với cái người này á, nó có những cái vấn đề mà nó lặp đi lặp lại, nó thuộc dạng như là cái mô típ hoặc là cái dòng xoay mà hai bạn dễ dàng gặp gặp những cái tình huống này trong cái cuộc sống, chuyện tình cảm của hai người. Ví dụ như là nói chuyện bốc đồng nè, một người không có suy nghĩ kỹ càng trước khi nói nè, nổi giận nè, không có ổn định nè, lời nói hoặc là cái cách hành động không ổn định nè, và không có hợp tác hoặc là phối hợp trong cái chuyện tình cảm giữa hai người. Mình thấy rằng á, cái chuyện tình cảm này giữa hai bạn á, nó khá là thiếu cái sự hòa hòa đồng, hoặc là hợp tác, hoặc là thảo luận, hoặc là cùng kiến tạo xây dựng cái mối quan hệ này. Nó thiếu đi cái nền tảng vững chắc, hoặc là cái người này á, có thể là họ là một người mà khá là tập trung về cái phía mặt vật chất nhiều hơn là cái tình cảm hoặc là cái tinh thần. Nhưng mà tóm lại á, sau những cái chuyện đó đó, cái mối quan hệ này á, mình thấy rằng cái người này có thể là họ sẽ quay về để mà với đầy cái thiện chí ha. Họ quay về với đầy cái thiện chí. Những cái điều mà tổn thương ở trong lòng họ, hoặc là những cái điều mà họ cảm thấy là dằn vặt bản thân mình bấy lâu nay á, hoặc là những cái sự tổn thương nào đó đó, thì cuối cùng á, nó đã đẩy họ đi xuống một cái sự tăm tối nhất, và họ cảm thấy bắt đầu đi qua được những điều đó. Khi mà nó kết thúc một cái chu trình của cái việc là đau khổ, thì bắt đầu cái ánh sáng mặt trời nó bắt đầu nó soi sáng lên, và họ sau cái màn mù mờ của những cái cảm xúc hoặc là những cái điều tiêu cực á, họ bắt đầu họ có thể là lấy lại được, vực dậy được cái tinh thần của mình, họ đứng được trong cái luồng khí, là bắt đầu là có lại được cái sự tự tin, bắt đầu có lại được cái sự đam mê, cái thiện chí với cái mối quan hệ này, và họ bắt đầu họ quay về ha. Mình thấy là rõ ràng là họ có cái sự quay về. Ở đây cái lời khuyên cho bạn á, là hãy hiểu rằng á, trong tất cả những cái vấn đề xảy ra này á,
bạn không phải là một người có lỗi trong trong tất cả những cái vấn đề này, mà bạn nên là tha thứ và tôn trọng bản thân mình. Bạn cần phải tôn trọng bản thân mình nhiều hơn, cần phải đầu tư cho bản thân mình hơn, bạn cần phải cố gắng cho bản thân mình nhiều hơn và tha thứ cho cái mối quan hệ này. Trong cái sự mà mất mát tình cảm hoặc là những cái điều đau khổ nó đã xảy ra thì nó giúp cho cái mối quan hệ này hiểu ra được cái giá trị của cái tình cảm, trong cái mối quan hệ này, chữa lành được những cái điều mà khó chịu và bước ra khỏi cái luồng khí tiêu cực cho cái mối quan hệ này. Đã đến một cái thời gian á, cái thời gian mà mọi thứ nó phải chuyển hóa, nó phải thay đổi, nó phải di chuyển lên phía trước. Nó đi qua một cái vùng tăm tối rồi thì nó tiếp đến là nó phải là một cái ánh sáng ha. Thì mình thấy rằng á là thật ra bạn cũng chọn bước ra khỏi cái chuyện tình này, bước ra khỏi những cái tiêu cực trong cái chuyện tình này, thì bạn đang tiến lên về cái hướng bình yên. Bạn đang tiến tới cái việc là kết nối với lại bản thân mình để cho mình cảm thấy rằng là bình yên hơn, cân bằng được nhiều hơn ha. Thì mình thấy rằng là khi mà bạn tiến đến được cái vùng trời bình yên á, thì bắt đầu những cái tình cảm nó đang đợi chờ bạn, những cái điều nó vui vẻ, nó màu nhiệm hơn, nó đang đợi chờ bạn. Có thể á, là trong cái giai đoạn này bạn tập trung vào cái công việc, nhưng mà mình thấy rằng á là có thể bạn sẽ không có thể nào tin được, hoặc là bạn không có tin tưởng vào cái việc là cái người này sẽ quay về, hoặc là mình sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hoặc là hạnh phúc với cái người này. Nhưng mà bạn đừng quên rằng cái thế giới này, cái cuộc đời này nó luôn luôn có những cái điều kỳ diệu mà bạn, nếu mà bạn mong đợi hoặc là bạn mong đợi hoặc là bạn không ngừng kiến tạo cái cuộc sống mình nó tốt hơn, thì chắc chắn những cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra đối với bạn. Ở đây á, sau tất cả mọi thứ á, bạn sẽ nhận ra được một số cái điều nào đó, mà những cái điều này là những cái điều mà nếu như bạn không trải qua thì bạn sẽ không có hiểu được lý do vì sao những cái chuyện này nó xảy ra. Khi mà hai bạn quay lại thì mình thấy sẽ có những cái đảm bảo hơn trong cái chuyện tình cảm cho hai người. Mình thấy rằng á, là bạn càng giải quyết những cái cảm xúc của mình để cho nó tuôn chảy ra, những cái cảm xúc tiêu cực tuôn chảy ra, thì bạn càng kích hoạt được cái sự yêu thương trong cái bản thân của mình. Và quan trọng nhất là bạn hãy nhận ra những cái mô típ mà nó lặp đi lặp lại trong cái mối quan hệ này để bạn có thể thay đổi cái mô típ đó. Nếu như bạn với người này bắt đầu lại thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn, bởi vì khi mà bạn không học được bài học của mình hoặc không rút ra được cái kinh nghiệm của mình thì bạn sẽ mãi phải học lại cái bài học này, có lẽ là với cái người này. Bởi vì cái người này với bạn mình thấy còn đam mê và còn cái tình cảm, có rất là nhiều cái tình yêu trong cái mối quan hệ này. Tuy nhiên là vì cái sự bốc đồng hoặc không suy nghĩ kỹ càng, hoặc là không có hợp tác, thái độ không hợp tác trong cái mối quan hệ này, nó làm cho cái mối quan hệ này của hai bạn là cả hai người đều cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà nhìn chung á thì mình thấy rằng là mọi thứ nó bắt đầu nó đã có cái sự thay đổi di chuyển lên phía trước. Và ở phía trước á là những cái thành công mà đang chờ đón bạn. Mình thấy rằng là bạn chọn cái việc là độc lập về tài chính hoặc là tập trung vào công việc rất là nhiều ha. Và bạn chọn đó là khép lại cái cánh cửa của những cái điều trong quá khứ, bạn không có muốn quay nhìn lại, hoặc là bạn không có muốn ở trong cái trạng thái tình trạng đó nhiều hơn nữa. Mình thấy rằng á, bạn sẽ có một cái quyết định cho cái mối quan hệ này.
Mình thấy rằng bạn còn đeo mang quá nhiều cái bạn còn đeo mang quá nhiều cái áp lực, cái gánh nặng ở trên vai mà bạn chưa có thực sự là cảm thấy thoải mái để mà đưa ra một quyết định. Bạn đang ở trong cái trạng thái đó là chưa biết quyết định như thế nào. Thật ra còn nhiều tình cảm nhưng mà bạn không có muốn quay nhìn lại, hoặc là bạn không có muốn chấp nhận lại cái tình cảm này. Tại vì á, bản thân bạn cũng là một cái người rất là tự tin về cái khả năng tài chính của bản thân mình. Bạn là một người rất chú trọng vào bản thân mình ha. Bạn là một người nếu mà gọi là cái tôi cao á, thì là mình đề cao bản thân mình chứ không phải là cái tôi của mình cao. Và mình thấy rằng á là những cái vấn đề nào mà nó còn tồn đọng trong cái mối quan hệ này á, nó sẽ bắt đầu nó được mở ra, nó sẽ bắt đầu nó được trồi lên phía trên để cho bạn có thể nhận ra một số cái điều trong cái tình cảm của hai người. Và mình thấy rằng là bạn sẽ có thể lấy lại được cái sự tự tin mạnh mẽ, nhiệt huyết, đam mê cho cái mối quan hệ này. Bạn sẽ có thể đứng lên để mà quyết định cái mối quan hệ này, cho nó một cái kết quả, một cái quyết định. Và mọi thứ nó sẽ, mình thấy là nó sẽ là một cái gì đó mà chữa lành được cho bản thân bạn ha. Một cái kết quả sẽ chữa lành được cho bản thân bạn, sẽ là một cái kết quả mà bạn là người được quyền quyết định trong cái mối quan hệ này. Có thể trong một cái thời gian dài thì bạn cũng đã thay đổi được cái cách suy nghĩ của bản thân mình trong nhiều chuyện, trong cái mối quan hệ này. Và bạn sẽ chọn là độc lập về cái mặt tài chính hoặc là tập trung vào cái công việc. Thì mình thấy cái điều đó rất là tốt. Thực ra mình nghĩ rằng á, cái điều mà bạn mong muốn á, là được hạnh phúc trong một cái mối tình. Và mình thấy rằng á, là bạn sẽ có được những cái điều mà bạn mong muốn với cái việc là bạn phải dũng cảm để mà bước lên một bước phía trước với những cái điều mà có thể là bạn không biết rằng á, là nó có chắc chắn là hạnh phúc hay không. Nhưng mà ở đây nó khẳng định rằng á, một cái trái tim chân thành chung thủy ở phía trước đang chờ đón bạn. Và một cái cuộc sống mới ha, một cái cuộc sống mới đang chờ đón bạn. Bạn cần phải giải quyết những cái câu chuyện hoặc là những cái mô típ nào trong cái mối quan hệ này giữa hai bạn mà lúc nào bạn cũng tránh né, hoặc là khi mà bạn đối diện với nó thì bạn chưa giải quyết hết. Mọi thứ nó vẫn còn nằm trong cái trái tim của bạn, cảm xúc nó vẫn còn nằm trong đó. Nó chưa được bộc phát ra, nó chưa được bộc lộ ra, nó chưa được chảy tràn ra, nó khá là bị tù túng ha. Và mình nghĩ rằng là bạn cần có một cái bước tiến, can đảm bước lên phía trước thì bạn mới có được một cái cuộc sống mới. Mình thấy á, là bạn khá là muốn từ chối cái mối quan hệ này. Bạn khá là muốn đẩy cái mối quan hệ này đi xa, bởi vì có thể là bạn cảm thấy mệt mỏi với cái mối quan hệ này ha. Bạn cảm thấy cái mối quan hệ này nó có quá nhiều thứ mà bạn phải suy xét ha, suy nghĩ ha, mệt mỏi ha. Nhưng mà bạn đừng lo rằng cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào, nó có ổn với mình hay không, nó có một cái sự đảm bảo với mình hay không, nó có thực sự là người này có không làm tổn thương mình nữa hay không. Thì mình thấy rằng là ở đây á, nó sẽ có cái sự thay đổi ha. Cái cuộc sống của bạn á, từ cái màn đen tối nó sẽ chuyển sang cái màu sáng sủa hơn. Mọi thứ á, bạn sẽ cảm nhận được là bạn nằm trong cái tình cảm yêu thương đó, chứ không phải là
tất cả bạn đều phải độc lập, hoặc là một mình, hoặc là cô đơn, hoặc là đứng dậy để mà quyết định tất cả. Bạn không có một mình nữa, bạn sẽ có được cái sự hạnh phúc trong bản thân mình, độc lập ở phía bên trong cái tâm trí của bản thân mình, nhưng mà vẫn cảm nhận được cái tình yêu xung quanh. Ok, mình sẽ kết thúc tụ bài số 1 ở đây ha. Xin chào các bạn đến với cái tụ bài số 2. Thì ở đây á, mình thấy cái tụ bài số 2 á, năm 2020 bạn có gặp được true love hoặc là chân ái của mình hay không á, thì mình thấy rằng cái mối quan hệ này á, là một cái mối quan hệ mà giữa bạn với cái người này đã có nhiều lần không có thông suốt trong cái chuyện tình cảm giữa hai người. Có nhiều cái sự tổn thương trong cái mối quan hệ này, nhưng mà những cái điều đó là nằm ở trong quá khứ. Mình thấy rằng mặc dù là cái quá khứ nó đã lâu rồi, hai bạn có thể đã có một cái khoảng thời gian là không có nói chuyện với nhau, không có liên lạc với nhau, cắt đứt với nhau. Thì mình thấy rằng là ở trong cái hiện tại á, bạn với cái người này á, thì cái người này trong cái mối quan hệ này bắt đầu nó có cái sự cân bằng trở lại. Nó bắt đầu nó giảm bớt đi những cái sự hận thù hoặc là cái sự khó chịu hoặc là cái sự tổn thương trong cái mối quan hệ này rồi. Mặc dù là mình thấy là cái mối quan hệ này nó vẫn còn đeo mang rất là nhiều những cái áp lực hoặc là những cái gánh nặng, những cái trách nhiệm, và có thể rằng là bạn còn dành rất là nhiều tình cảm cho cái người này, mà ở trong quá khứ bạn đã cố gắng rất là nhiều cho cái mối quan hệ này, đầu tư rất là nhiều cho cái mối quan hệ này. Nhưng mà có hai trường hợp: một là cái người này họ đã có gia đình, hai là cái người này họ muốn xây dựng cái gia đình với bạn. Tuy nhiên là cái cơ hội đó thực sự trong quá khứ là đã có rồi, cái cánh cổng đó nó đã mở rồi, nhưng mà rốt cuộc đó là có một cái điều gì giữa hai người nói chuyện không thông, hoặc là cãi nhau, hay là cái sự bốc đồng nào đó dẫn đến cái việc là cả hai đã bỏ qua cái cơ hội này. Thì mình thấy rằng cái người này hiện tại họ đang ở trong cái luồng khí là ổn định hơn, và họ tập trung vào cái tài chính, và mình thấy rằng họ lấy lại cái tự tin về trong cái việc, cái công việc của họ. Mình thấy rằng là qua cái khoảng thời gian mà tĩnh lặng mà hai người không nói chuyện với nhau á, thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà chữa lành cho hai người nhiều nhất. Ở đây khuyên bạn là hãy bỏ qua những cái chuyện trong cái quá khứ. Bây giờ cho đến tiếp theo á, sẽ bước vào một cái giai đoạn á, là nó tiến bộ và nó đi lên một cách ổn định đều đặn hơn. Nó không có còn nó có những cái sự thay đổi, những cái sự chuyển hóa ở phía bên trong những cái vấn đề này để mang đến cái sự cân bằng. Và mình thấy rằng á, là cái sự chuyển đổi này nó sẽ mang đến cho bạn những cái điều mà bạn mơ ước hoặc là những cái điều mà bạn mong muốn á, nó sẽ bắt đầu nó trở thành hiện thực. Thì bạn là người mà hiện tại là giữ chặt cái trái tim mình nhất. Bạn là người mạnh mẽ và quyết định được là có cho đi không cái tình cảm này. Ở bên trong á, mặc dù là nhiều tình cảm nhưng mà bạn vẫn nắm chặt cái trái tim mình, bởi vì bạn sợ rằng là mọi thứ nó sẽ không có đi đến được cái thành công hoặc là đi đến được cái điều tốt đẹp. Thì mình thấy rằng ở đây á, là bạn sẽ có thể trong cái tương lai bạn sẽ có thể tiến lên một cái sự thành công, bạn sẽ có thể bước lên được một cái gì đó vững vàng và vững chắc hơn. Thì ở đây mình thấy rằng là bạn thực sự là một người quyền năng trong cái mối quan hệ này sau cái khoảng thời gian này ha. Mình thấy giữa hai bạn á, có rất là nhiều cái sự đam mê và những cái sự cuốn hút á, giống như hai cái nam châm nó hút nhau. Còn rất là nhiều cái tình cảm, mối quan hệ giữa hai bạn trong quá khứ á, nó kích hoạt và nó tổn thương nhau rất là nhiều. Có nhiều cái mà hoặc là cái liên kết của hai bạn rất là sâu sắc mà bạn cảm thấy là bạn không có bỏ được cái người này ha.
và mình thấy là mọi thứ nó đang thay đổi. Những cái thử thách hoặc là những cái điều mà nó làm cản trở cái mối quan hệ này giữa hai bạn á, bắt đầu nó đang được dần để dời đi, nó đang dần để mà thay đổi, để mà tiến đến được cái điều mà bạn mong muốn. Nếu như mà bạn còn những cái cảm xúc sợ hãi thì bạn hãy để cho nó qua đi và chữa lành những cái điều mà trong quá khứ. Đừng có để những cái điều tổn thương đó nó cứ ám ảnh mình, và mình nhìn mọi thứ bằng một cái con mắt sợ hãi thì mình sẽ không thể nào mà mình hoàn toàn mình trao ra được, hoặc là tận hưởng cái sự thoải mái, cái sự đam mê. Nhưng mà so với trước thì mình thấy hiện tại là bạn đã có nhiều cái sự thay đổi rồi. Bạn bắt đầu bạn cũng để cho mọi thứ nó trôi đi tự nhiên. Bạn cũng không có còn là quá là cứng nhắc như lần trước, như lúc trước. Sẽ có cái sự bắt đầu lại, kết thúc những cái điều trong cái quá khứ, những cái nỗi buồn của bạn hoặc là những cái điều mà bạn phải gánh chịu á, thì bây giờ bạn sẽ gặt hái được cái thành công. Bạn sẽ có một cái sự khởi đầu mới, mà cái sự khởi đầu mới này á là chắc chắn là nó sẽ tốt đẹp. Nó mang một cái màu sắc của cái victory các bạn ha. Cuối cùng là hãy kết nối lại với lại cái tình yêu bên trong bản thân mình. Cái tình yêu rất là tự nhiên mà nó xuất phát từ cái trái tim của bạn, mà không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự phản chiếu về những cái điều tổn thương trong quá khứ. Xin chúc mừng các bạn ở tụ số 2. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Thì 2020 bạn có gặp được true love hoặc là chân ái hay không? Thì dần dần một cái lá true love ở trước mặt các bạn ha. Và mình thấy rằng là cái mối quan hệ tình cảm này giữa hai người á, nó đã từng trải qua những cái vấn đề về cái việc là control cái cảm xúc của mình để không có bộc lộ ra ngoài. Mình cảm thấy rằng có một cái sự chia xa, khoảng cách giữa hai người. Có thể là đối tượng của bạn là người nước ngoài, và đôi khi bạn cảm thấy cái người này đối với bạn không đủ cái tình cảm, hoặc là bạn cảm thấy đó là cái mối quan hệ này nó không đủ để mà nó tiến lên phía trước, hoặc là thậm chí bạn cảm thấy cái người này không hề đáp lại cái tình cảm của bạn. Có thể là bởi vì họ giấu cái tình cảm họ nhiều quá, hoặc là họ không thể hiện cái cảm xúc đó ha. Thì mình thấy rằng là sẽ có cái sự gặp lại, hội ngộ giữa hai bạn. Mình thấy rằng bạn với cái người này sẽ bước vào cái mối quan hệ ổn định hơn, và những cái điều trong quá khứ làm cho bạn cảm thấy khá là muốn không có muốn chấp nhận một lần nữa, hoặc là khá là sợ hãi trong cái việc chấp nhận, hoặc là bạn còn giữ những cái điều mà nó bảo thủ bằng cái ý kiến của mình á. Thì mình thấy rằng mọi thứ bây giờ nó đã thay đổi rồi ha. Nó sẽ có cái sự gặp lại vui vẻ giữa hai người. Những cái điều không vui hoặc là những cái màn đêm bão tố nó đã thay đổi rồi. Mình thấy bạn với cái người này sẽ có cái sự hòa hợp, gặp lại rất là vui vẻ nè. Mình thấy là bạn sẽ hoàn toàn là ở trong cái trạng thái rất là hồn nhiên, vui tươi, độc lập, tự tin với lại cái bản thân mình. Và những cái điều mà hai bạn sẽ tiến đến với nhau á, thì mình thấy sẽ là có một cái sự kết hôn trong cái mối quan hệ này. Và có những cái holiday, cái kỳ nghỉ mà chỉ có hai người thôi, rất là lãng mạn, rất là êm đềm. Sẽ có cái sự hòa hợp ở đây ha. Sẽ có cái sự tự tin hơn về cái mối quan hệ này. Ở đây khuyên bạn là đừng lo lắng về những cái vấn đề nào cả. Bạn sợ rằng người đó không quay lại, hoặc bạn sợ rằng sẽ không có cơ hội nào cho hai người nữa, hoặc là bạn sợ rằng mọi thứ nó sẽ không được hành động trong cái tương lai. Thì mình dám chắc rằng ở đây là sẽ có một cái cơ hội đến với hai bạn. Những cái điều mà bạn mong muốn nó sẽ bắt đầu nó thay đổi để nó mang đến cho bạn cái điều mà bạn mong muốn ha. Điều quan trọng nhất bạn cần làm hoặc là chuẩn bị đó là làm sạch cái suy nghĩ của mình, làm sạch cái cảm xúc của mình. Vì mình thấy cái tụ bài này quá đẹp rồi, cho nên là mặc dù là ít lá, ít thông điệp,
nhưng mà bởi vì nó đẹp quá rồi không có gì để nói cả. Cái mối quan hệ này rất là có cái rất là có rất là nhiều cái tình cảm và rất là nhiều cái tiềm năng ha, để mà phát triển lên ha. Hay vui vẻ, mọi thứ nó đang đến với các bạn thì mình không có gì phải lo lắng cả, mình cứ chờ đúng cái cơ hội, đúng cái thời gian. Và quan trọng nhất là phải giải quyết những cái cảm xúc nào mà nó còn tồn lại ở những cái điều mà nó không vui, hoặc là đối với những cái điều nào trong quá khứ. Và nếu như cần thì cần phải cởi mở trong cái việc nói chuyện với nhau ha. Nói chuyện với nhau, hãy nói một cách thật là thân thiết, thật là thân tình. Đừng có đay nghiến hoặc là dùng những cái lời lẽ nó làm mất lòng nhau. Ok, mình sẽ kết thúc tụ bài số 3 ở đây ha. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 4. Thì ở đây mình thấy rằng là bạn sẽ có thể là gặp được true love, chân ái của mình 2020 không á. Thì bạn sẽ gặp một cái tình cảm, đó là một cái tình cảm mà trong quá khứ ha, hai người đã từng quen nhau, hai người đã từng làm tổn thương lẫn nhau, hai người đã trao cho nhau rất là nhiều cái sự nghi ngờ, nghi ngại, sự e ngại, những cái nỗi sợ hãi, những cái điều lo lắng trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà thật sự là các bạn hãy, có thể là bạn đã từng bước ra khỏi cái mối quan hệ này để lại, không có muốn quay nhìn lại cái tình cảm này. Nhưng mà mình thấy rằng á, là hãy khách quan và hãy thật là cố gắng để mà chấp nhận những cái điều này, chấp nhận những cái điều trong cái quá khứ. Đôi khi nó xảy ra nó cũng sẽ có một cái lý do của nó ha. Mình thấy rằng á, là cái mối quan hệ này có phải là một true love hay không á, thì mình thấy là có, là một cái true love với cái lá này ha. Và cái lá này thì mình thấy rằng á, là trong cái mối quan hệ giữa hai bạn á, nó cần phải được chữa lành và cần phải thay đổi, biết và hiểu, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Các bạn hãy cố gắng để mà giải quyết được những cái nỗi sợ hãi hoặc là những cái mệt mỏi. Mà những cái mệt mỏi đó mình thấy rằng nó vốn dĩ nó đến từ bản thân của bạn. Bạn có thể bạn suy nghĩ quá nhiều, hoặc là bạn đã tự đẩy mình vào cái dòng suy nghĩ, sự mắc kẹt bên trong bản thân của mình. Có thể là bạn không có thoát ra khỏi giữa quá khứ với lại tương lai. Trong quá khứ thì bạn không tha thứ cho những điều trong quá khứ, còn về tương lai thì bạn cảm thấy thất vọng hoặc là lo lắng cho cái mối quan hệ này về tương lai. Điều mà bạn cần là bạn hãy mạnh mẽ và dũng cảm để bước lên, tiến lên phía trước. Bởi vì đã đang có những cái sự thay đổi mang đến trong cái mối quan hệ này, và những cái điều tốt lành, những cái điều ban phước lành nó đang tới. Mình thấy rằng là cái mối quan hệ này á, sắp tới nó sẽ có những cái sự những cái ý kiến hoặc những cái cuộc nói chuyện, hoặc là những cái cơ hội để mà làm rõ cái luồng suy nghĩ của bạn, hoặc là làm rõ có một cái quyết định cho cái mối quan hệ này rõ ràng, để mà có thể tiến về phía trước, bắt đầu lại một cái điều gì đó mà một cái điều gì đó mà nó mới mẻ, nó hoàn toàn là ổn định vui vẻ. Mình thấy rằng là đến cuối cùng thì hai bạn sẽ có cái sự cam kết với nhau. Sẽ có một cái sự cam kết với nhau. Bởi vì giữa bạn với cái người này có thể là có những cái liên kết, hoặc là những cái nghiệp, những cái nhân quả mà đã tạo từ kiếp trước. Mình thấy rằng qua những cái sự khó khăn hoặc là những cái khổ sở này á, nó vô tình thúc đẩy để cho bạn trở thành một người trưởng thành hơn, lớn hơn. Bạn giống như là viên kim cương được rèn giũa qua những cái áp lực nặng nề. Thì kỳ này khi mà gặp lại nhau á, mình thấy rằng là sẽ có cái sự cam kết hoặc là đi đến hôn nhân giữa hai bạn với hai cái lá bài này ha. Và cái đây là kết tinh của những cái điều mà trong quá khứ, những cái sự tổn thương mà bạn đã phải chịu. Mình thấy rằng là khi mà bạn bước vào cái cuộc sống, hoặc là tự tin, can đảm để tiến lên với cái mối quan hệ này á, thì bạn sẽ thấy tự do là chính bản thân mình.
hoàn toàn có thể là sống trong cái sự yêu thương, cái tình cảm, nếu như bạn dám buông bỏ những cái chuyện trong cái quá khứ và chung thủy đối với cái tình cảm này. Ok, xin chúc mừng các bạn chọn tụ bài số 4 ha.